Sáng 2 tháng 6 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đoàn công tác lao động tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm. Đây là những công nhân lao động tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia đoàn công tác về nguồn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tham gia đoàn gồm có các cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 21 năm 2021, cá nhân đạt giải thưởng 28 tháng 7 năm 2021, cá nhân đạt bằng lao động sáng tạo tiêu biểu trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, công nhân lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Sáng 2 tháng 6, đoàn công tác Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng về hoạt động của báo. Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, hiện thành phố Hồ Chí Minh có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động phục hồi sau dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các ban ngành thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án hỗ trợ các cơ quan truyền thông báo chí của thành phố phục hồi sau dịch. Báo cáo với đoàn, đồng chí Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của báo Sài Gòn Giải Phóng. Kinh tế báo chí ngày càng bị thu hẹp. Ngay từ đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Báo Sài Gòn Giải Phóng nỗ lực giữ vững số lượng phát hành, đa dạng hóa các hình thức thu hút quảng cáo, khai thác hiệu quả việc cho thuê mặt bằng tại tòa nhà văn hóa nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng. Liên quan đến đề án chuyển đổi số, theo đồng chí Tăng Hữu Phong, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã hoàn chỉnh đề án theo yêu cầu của thành phố. Dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thiện quá trình chuyển đổi số trong toàn cơ quan. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp cận đề án chuyển đổi số với tinh thần là đề án mở, bởi sự chuyển động của xã hội hiện nay đối với các lĩnh vực, nhất là truyền thông rất nhanh. Đồng chí Tăng Hữu Phong khẳng định báo sẽ tiếp tục hoàn thiện trong quá trình vừa làm vừa hoàn thiện, đảm bảo song song với chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh vừa đảm bảo sự chuyển dịch của xã hội. Đồng thời đề xuất thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ về hạ tầng, kinh phí để báo triển khai đề án. Người đứng đầu báo Sài Gòn Giải Phóng cũng kiến nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sớm kiện toàn nhân sự ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ ứng trước kinh phí để báo chi trả tiền thuê đất, hỗ trợ để duy trì hoạt động của báo Sài Gòn Giải Phóng Hòa Văn. Ngày 2 tháng 6, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, công an huyện Bến Lức đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra nguyên nhân tử vong của một bé trai 18 tháng tuổi. Theo thông tin ban đầu, tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức vừa xảy ra vụ việc nghi bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong. Nạn nhân là cháu bé 18 tháng tuổi đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da, bầm tím tay chân nhiều vào khuya ngày 1 tháng 6. Cha của nạn nhân ở thành phố Tân An cho biết nhận được thông tin con anh mất trong tình trạng chấn thương tụ máu nên nghi ngờ do bạo hành. Ngày 2 tháng 6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây ma túy lớn có vũ khí nóng. Cụ thể, lúc 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, tại địa bàn huyện Quế Phong, phòng BC04 phối hợp với Công an huyện Quế Phong bắt quả tang hai đối tượng người dân tộc Mông đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Quá trình bắt giữ, hai đối tượng chống trả quyết liệt, dùng súng K-59 bắn làm đồng chí T là cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương ở đùi trái. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 15 bánh heroin, một khẩu súng và 7 viên đạn. Sáng 2 tháng 6, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Công an huyện Điện Biên vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển hai cá thể gấu hoang dã. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6, tổ công tác phát hiện đối tượng Lò Văn Bua, sinh năm 1970, trú tại bản Na Há, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình dừng phương tiện để kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật để điều tra. Lò Văn Bua khai đã mua hai cá thể gấu ngựa của một người dân cùng xã để mang đi bán kiếm lời. Ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Văn Thủy, 52 tuổi, ở thị trấn Vị Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án vi phạm quy định khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và khởi tố 5 bị can có liên quan.
Qua điều tra làm rõ, ngày 5 tháng 10 năm 2021, ông Thủy đã tự ý ký giấy triệu tập các thành viên thuộc Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang và Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm để kiểm tra thực địa tại mỏ khai thác quặng trái phép Đồng Tâm. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 10 năm 2021, sau khi nhận tiền từ Lê Khả Châu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Lâm, đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án. Ông Thủy đã hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ Đồng Tâm theo yêu cầu của Châu. Cảnh sát thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ thông báo có ít nhất 4 người đã thiệt mạng, bao gồm cả thủ phạm trong vụ xả súng xảy ra ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương tại một cơ sở y tế. Qua mạng xã hội Twitter, Sở Cảnh sát thành phố Tulsa thông báo, chúng tôi có thể xác nhận 4 người đã thiệt mạng, trong đó có thủ phạm tại hiện trường vụ xả súng ở khu viên bệnh viện Francis. Các nhân viên cảnh sát đang lục soát tòa nhà. Cũng theo cảnh sát, thủ phạm trong vụ tấn công này sử dụng cả súng trường và súng ngắn. Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết hay tự sát.